Hãy để tôi ôm lấy điều bận lòng hôm nay, để nhớ khi cầm tay xoa dịu em với câu hát này, để những thanh âm thật thà từ tim tôi có thể sưởi ấm tim người, luôn gần em dù ta cách xa mấy trời. Chờ mặt tôi lâu hay mãi đây, chiều buồn mất rồi thôi về nhà, dù đâu có ai đang đợi, vẫn mỗi em tự mình chăm sóc mình cũng đã quên. Ăn một mình, nấu một mình, làm lúc cũng xem phim một mình. Still okay, em không nghĩ khi nghĩ gì như thế này, dẫu ngày dài chẳng đến nỗi khó khăn như vậy. Dẫu mệt mỏi tự mình uống thuốc rồi sẽ khá hơn, tự mình sống cuộc đời của một người lớn. Hãy để tôi ôm lấy điều bận lòng hôm nay, để nhớ khi cầm tay xoa dịu em bằng câu hát này. Những giai điệu ngọt ngào mà tôi viết chính là để tôi ôm em, an ủi em đâu ngày cuộc sống chẳng dễ dàng mấy. Để tôi ôm lấy điều bận lòng hôm nay, để nhớ khi cầm tay ở bài này. Nếu mà các bạn muốn hát bằng với tông của bản gốc á, thì mình sẽ kẹp capo vào ngăn đàn thứ tư ha. Còn nếu như bạn nào mình không có kẹp capo á, hoặc là không muốn sử dụng capo mà mình vẫn chơi trên cái vòng hợp âm này, thì các bạn sẽ hát ở một cái tông khác ha. Dù ví dụ như là bỏ capo ra thì mình hát thấp hơn chẳng hạn. Hãy để tôi ôm lấy điều bận lòng hôm nay. Đó, dù ví dụ là như vậy, nhưng mà trong clip này thì Dung sẽ chơi bằng với tông của bản gốc luôn ha. Đầu tiên mình sẽ đến với phần hợp âm nha. Mình sẽ có đô trưởng ký hiệu là chữ C, dây bass là dây số 5. Son trưởng ký hiệu là chữ G, dây bass là dây số 6. La thứ AM, dây bass là dây số 5. Mi thứ EM, dây bass là dây số 6. Fa trưởng ký hiệu chữ F, dây bass là dây số 4. Mình dùng ngón trỏ mình đè cùng một lúc dây 1 và dây 2 của ngăn thứ nhất. Nếu như bạn nào mình không đè được hợp âm này thì các bạn dùng pha major 7 để thay thế cho pha trưởng ha. Đó, dây bass vẫn là dây số 4. Lúc này mình sẽ không có cần phải đè dây 1. Tiếp theo là rê thứ, ký hiệu là DM, dây bass là dây số 4. Mi 7, E7, dây bass là dây số 6. Ở cái đoạn đầu tiên á, thì các bạn sẽ rải đơn giản mỗi hợp âm một lần như thế này. Bát 3, 2, 1, nghỉ. Bát 3, 2, 1, nghỉ. Bát là tương ứng với từng hợp âm ha. Như đô trưởng thì dây bát là dây số 5 nè. Rồi đánh 3, 2, 1, xong rồi mình nghỉ một xíu. Đến khi nào thấy hợp âm mới xuất hiện thì mình chuyển hợp âm và mình sẽ đánh lại từ đầu công thức. Bát 3, 2, 1, nghỉ. Bát 3, 2, 1. Bát 3, 2, 1. Cứ thế sẽ rải đều đặn nhé. Hãy để tôi ôm lấy điều bận lòng hôm nay, để nhớ khi cầm tay xoa dịu em với câu hát này, để những thanh âm thật thà từ tim tôi. Rồi chỗ này các bạn sẽ thấy có bốn hợp âm chuyển liên tiếp qua nhau. Những hợp âm này nó chỉ có hai phát thôi, thì các bạn sẽ đánh là bát ba hai. Rồi chuyển hợp âm bát 3 2 bát 3 2 bát 3 2. Dùng lại câu này nhé. Để những thanh âm thật thà từ tim tôi có thể sưởi ấm tim người, luôn gần em dù ta cách xa mấy trời. Tới đoạn tiếp theo thì mình sẽ đánh một cái công thức nó cũng đơn giản thôi. Móc đập móc nghỉ đập. Thì móc ở đây tức là mình sẽ móc dây bát và dây 3, 2, 1 mình móc lên cùng một lúc. Đó, bát là nhớ là tương ứng với từng hợp âm ha. Mình có thể xem lại cái phần mà Dung đọc hợp âm hồi nãy á. Còn đập là mình sẽ co tay lại như thế này, xong mình lấy đà cái cổ tay mình đập vô dây đàn. Móc, đập, móc, nghỉ, đập.
xong rồi chuyển hợp âm cũng đánh tương tự như vậy luôn. Móc đập móc đập móc đập móc đập. Còn những cái chỗ nào mà nó chuyển nhanh hợp âm qua nhau thì sao? Mình sẽ chia công thức này cho hai hợp âm. Ví dụ như ở cái chỗ là vẫn mỗi em tự mình chăm sóc là có đô chuyển nhanh qua mi 7 á. Thì cái đô các bạn sẽ đánh là móc đập, vừa đập một cái xong là chuyển qua mi 7 liền luôn. Móc đập. Đó, khi mà chuyển qua mi 7 thì mình sẽ đánh cái móc còn lại ha. Móc đập móc nghỉ đập. Tức là mình đập xong một cái là tay trái mình chuyển hợp âm liền ha. Tay phải vẫn sẽ đánh đầy đủ cái công thức đó. Chớp mắt tôi đâu hay mới đây chiều buồn mất sao. Thôi về nhà dù đâu có ai đang đợi. Vẫn mỗi em tự mình chăm sóc mình cũng đã quên. Ăn một mình đâu một mình lắm lúc cũng xem phim một mình. Rồi, ở cái chỗ hợp âm son trưởng cuối cùng á, nếu mà các bạn muốn tạo điểm nhấn chỗ đó thì thay vì cái son trưởng mình đánh bình thường là móc đập móc đập thì các bạn sẽ nghỉ ở cái phách đầu tiên. Cái phách đầu tiên thay vì mình đánh móc thì mình sẽ đánh đập. Đập móc đập móc. À, các bạn nghe Dung hát câu này nha. Ăn một mình đâu một mình lắm lúc cũng xem phim một mình. Đó, ngoài ra còn cái chỗ là một mình chăm sóc mình cũng đã quen. Cái la thứ ở chỗ đó mình cũng có thể tạo điểm nhấn bằng cách là mình sẽ đánh nè. Tự mình chăm sóc mình cũng đã quen. Móc móc đập móc móc đập móc. Đó, cái đó dùng ví dụ cho các bạn để nếu mà mình muốn tạo điểm nhấn ở một cái câu nào đó ha. Còn nếu không thì mình cứ đánh một cái công thức cố định từ đầu đến cuối cũng được. Đến đoạn tiếp theo thì mình vẫn giữ nguyên công thức này cũng được ha, chơi tương tự. Hoặc là mình sẽ thay đổi tiếp, mình đánh điệu blue đi. Điệu blue cơ bản của mình là bát móc đập móc móc đập móc. Bát nè, rồi móc là móc chỗ này thì 3 dây dưới thôi. Bát móc đập móc nghỉ móc đập móc. Bát móc đập móc nghỉ móc đập móc. Bát móc đập móc nghỉ móc. Còn cái chỗ là dẫu mệt mỏi tự mình uống thuốc là có đô chuyển nhanh qua mi 7 thì các bạn chia công thức này ra. Bát móc đập móc móc đập móc. Mình cũng ngắt ngay tại cái đập luôn. Bát móc đập xong là chuyển qua mi 7. Móc móc đập móc. Rồi mình chỉ lưu ý chỗ đó thôi ha, còn lại mình sẽ đánh bình thường. Nhưng vô cô hát nào. Still okay. Em không mấy khi nghĩ suy nghĩ thế này. Dài chẳng biết nỗi khó khăn như vậy. Dẫu mệt mỏi tự mình uống thuốc rồi sẽ khá hơn. Tự mình sống cuộc đời cùng một người lớn. Hãy để tôi ôm lấy. Rồi, qua điệp khúc nha. Điệp khúc thì tiếp tục sử dụng điệu blue này cũng được. Hoặc là Dung sẽ có hai công thức này, các bạn có thể chọn một trong hai hoặc là mình kết hợp cả hai. Thì cái công thức Dung sử dụng cho điệp khúc là bát móc đập bát bốn móc đập móc. Bát móc đập bát sẽ đánh dây bốn. Móc đập móc. Như vậy trong công thức này nó sẽ không có cái nhịp nghỉ ha, mình sẽ đánh liên tục luôn. Bát móc đập bát bốn móc đập móc. Bát móc đập bát bốn móc đập móc. Ở cái chỗ mà hợp âm chuyển nhanh qua hợp âm khác là mình sẽ đánh cái công thức ngắn thôi. Nó sẽ là bát móc đập móc. Cụ thể ở cái câu vì những giai điệu ngọt ngào mà tôi viết chính là để tôi ôm em. Đó là có bốn cái hợp âm nó chuyển nhanh qua nhau. Thì mình sẽ đánh là bát móc đập móc đến đây thôi. Xong mình chuyển hợp âm. Bát móc đập móc bát móc đập móc bát móc đập móc. Hãy để tôi ôm lấy điều bận lòng hôm nay để nhớ khi cầm tay xoa dịu em với câu hát này.
để tôi ôm lấy điều bận lòng hôm nay, để nhớ khi cầm tay xoa dịu em bằng câu hát hay, để nhớ thanh âm thật thà từ tim tôi có thể sưởi ấm tim người luôn gần em dù ta cách xa mấy trời. Còn nếu bạn nào mình thấy cái công thức này khó quá thì các bạn cứ ứng dụng cái điệu blue cơ bản giống như ở cái khổ mà still ok em không mấy khi nghĩ suy như thế này đó, mình xài cái điệu blue của cái khổ đó cho điệp khúc luôn ha. Và còn một cách nữa là các bạn có thể quạt, thì công thức quạt disco nhưng mà nó cũng dễ thôi, nó sẽ là xuống đập lên, lên đập lên. Xuống là mình sẽ quạt xuống trong cái vùng tính từ dây bass của mỗi hợp âm trở xuống nè, và khi mà mình quạt xuống mình chỉ cần chú trọng cái vùng giữa này thôi. Còn quạt lên thì mình sẽ quạt lên ba dây chép ở dưới. Xuống, đập lên, lên, đập lên. Xuống, đập lên, lên, đập lên. Rồi mình chuyển hợp âm và mình đánh lặp lại. Xuống, đập lên, lên, đập lên. Lại nhé. Xuống, đập lên, lên, đập lên. Xuống, đập lên, lên, đập lên. Xuống, đập lên, lên, đập lên. Rồi mình tăng tốc nhanh hơn nha. Xuống đập lên, lên đập lên. 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 Còn những hợp âm mà nó chỉ có hai phát nó chuyển nhanh qua nhau á, thì các bạn sẽ đánh là xuống lên đập lên. Xuống lên đập lên. Rồi chuyện xuống lên đập lên. Rồi vô quá nhé. Hãy để tôi ôm lấy điều bận lòng hôm nay, để nhớ khi cầm tay xoa dịu em với câu hát này, vì chính giai điệu ngờ thơ mà tôi viết cũng là để tôi ôm em, an ủi em vào ngày cuộc sống chẳng dễ dàng mấy. Hãy để tôi ôm lấy điều bận lòng hôm nay. Sau đó đến với cái đoạn rap thì các bạn sẽ quay trở lại sử dụng cái công thức móc, đập, móc, đập. Tại vì cái đoạn rap này Dung không có biết rap cho nên các bạn có thể mở nhạc ca sĩ lên rồi mình đánh theo nhé. Ok, như vậy là hết clip rồi. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn trong những bài tiếp theo nha. Bye bye.